Vâng, xin kính chào tất cả mọi người. Thì hôm nay anh Hoàng sẽ giới thiệu cho mọi người những cây giống dâu tây hiện tại anh Hoàng đang có bán. Thì đầu tiên đó là những cây dâu tây Hàn Sam Gông và những cây dâu tây Hàn Si Quang. Thì đây là hai giống dâu tây Hàn có sức chịu nhiệt rất là tốt, và cây đặc biệt là chịu nhiệt rất là tốt, sống trong các điều kiện khí hậu nóng. Thì cây cao khoảng từ 5 đến 10 cm nha mọi người nha. Đây mọi người có thể nhìn thấy ở đây. Cây hết sức là đẹp. Trái rất là to, và đây là một trong những cái dòng dâu tây đang thịnh hành hiện nay. Thì thứ hai Hoàng sẽ giới thiệu cho mọi người, đây là những cái dòng dâu tây mới nha mọi người nhé. Thì đây là những cây dâu tây Flamenco, nó thuộc cái giống dâu tây của nước Anh nhỉ các bạn nhé. Tiếp theo anh Hoàng sẽ giới thiệu cho mọi người, đây là những cây giống dâu tây Nhật Amao. Thì Nhật Amao là một trong dòng dâu tây hết sức là ưa chuộng hiện nay, sức chịu nhiệt rất là tốt và cây rất là đẹp mọi người nhé. Rồi tiếp theo anh Hoàng sẽ giới thiệu cho mọi người hai cái dòng dâu tây Mỹ. Đầu tiên đó là Mỹ Tù. Đây các bạn này. Cái thứ hai đấy là Mỹ Apion, là một trong loại Mỹ đang hot trên thị trường. Cây sức sống rất là tốt, đặc biệt là trái rất là to. Tiếp theo sẽ giới thiệu cho mọi người, đây là dòng dâu tây Nhật Lùn. Thì Nhật Lùn là một trong dòng dâu tây là được kiểm định và sức sống rất là tốt ở những nơi khí hậu nóng giống như miền Tây, Sài Gòn, miền Đông. Các bạn miền Trung đều trồng rất là ok, trái rất là to ngọt. Tiếp theo rồi anh Hoàng sẽ giới thiệu cho mọi người một trong dòng dâu tây cũng khá là ưa chuộng hiện nay, đó là dâu tây Bạch Tuyết. Bạch Tuyết thì trái màu trắng, rất là được ưa chuộng và được các bạn rất là thích thú. Thì đối với lại giá bán thì anh Hoàng sẽ bán lẻ là từ 10.000 và ship từ 20 cây trở lên theo đường xe khách tất cả các tỉnh trong cả nước. Rồi xin chào hẹn gặp lại mọi người nha.